Bạn muốn xây dựng ra một hệ thống video TikTok như thế này, cái kiểu dạng chia sẻ về kiến thức, chia sẻ về động lực, những câu nói hay. Với cách làm như thế này thì các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ví dụ như ở đây mình sẽ bấm vào cho các bạn xem 10 câu nói khiến cho não của bạn thông minh ra. Đây là những cái nội dung mà họ đang chia sẻ và họ sử dụng AI để tạo ra những dạng video này. Thì khi mà chúng ta xây dựng ra được một kênh như thế này thì các bạn có thể làm tiếp thị liên kết, xây dựng cộng đồng để chúng ta bán hàng, hoặc là chúng ta sẽ kéo khán giả để đi vào những cái kênh như là YouTube hoặc là những cái kênh TikTok trên Facebook của chúng ta để giúp cho chúng ta có thể gia tăng một cái lượng khán giả và giúp cho chúng ta có thể kiếm tiền từ cái lượt xem trên video YouTube và từ cái cách làm như thế này. Các bạn đang muốn biết rằng làm sao để tạo ra được những video cực kỳ hay như thế này đúng không? Thì trong video này Thế sẽ giải mã cho các bạn cách chúng ta làm cực kỳ nhanh chóng bằng hoàn toàn với công nghệ AI hết. Đây là video có tới 2,9 triệu lượt xem, 1,9 triệu lượt xem và 2 triệu lượt xem. À, từ những cái nội dung cực kỳ đơn giản và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta có thể làm nhanh chóng được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào cái đường link AI dưới cái phần mô tả nha các bạn nha. Chúng ta sẽ di chuyển vào cái đường dẫn trên cái phần mô tả mà mình có để coi các bạn chúng ta tiện kích vào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đây. Thì đây là một trong những công nghệ AI nó hoàn toàn xử lý cho chúng ta hết, và sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút là tạo tài khoản ở đây, được chưa? Anh chị nào mà chúng ta chưa có tài khoản, chúng ta bấm vào Continue with Google và chúng ta sẽ đăng nhập vào bên trong. Hai cái cách đăng nhập nó cực kỳ nhanh chóng luôn. Và các bạn lưu ý đây là một AI chúng ta trả phí nha. Cũng có những AI chúng ta dùng miễn phí nhưng mà nó sẽ bị giới hạn. Do đó mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta tận dụng được AI này để chúng ta làm. Thì nếu anh chị nào chúng ta chưa cập nhật được cái bản nâng cấp, chúng ta sẽ thấy một cái nút là cập nhật cái kế hoạch lên đây. Thì mỗi tháng chúng ta có thể mua ở phiên bản là 500.000 một tháng để chúng ta có tạo ra vài chục video như vậy ha. Thì đây là cái phần mình đã cập nhật lên rồi. Với một cái mức chi phí như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ví dụ như 500.000, 500.000 một tháng mà chúng ta chia cho 30 ngày, chúng ta chia cho 30 ngày thì mỗi ngày như vậy mọi người chỉ có sử dụng 16.000 để chúng ta tạo ra video. 16.000 thì chắc chắn mọi người sẽ không tự làm ra được video, hoặc là chúng ta thuê nhân sự 16.000 được đúng không? 16.000 Việt Nam nha. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta tận dụng. Còn nếu anh chị nào chúng ta thấy cái này không nên đầu tư thì chúng ta có thể bỏ qua cái video này, được chưa? Và nếu anh chị nào mà chúng ta muốn đi nhanh thì cái cách làm như thế này mình cũng đang tạo ra hàng loạt video bằng công nghệ này. Mỗi ngày mình sẽ dùng cái cách này để mình tạo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nút là Create a Video. Thì nếu anh chị muốn tạo video cho TikTok, video cho Facebook Reel, chúng ta chỉ cần quan tâm tới một cái chỗ là TikTok Reel thôi. Và trong khu vực này chúng ta sẽ nhập cái nội dung vào, ví dụ như là 10 câu nói. 10 câu nói hay về cuộc sống. Về cuộc sống, được chưa? Chúng ta chỉ cần nhập một cái tiêu đề nội dung của chúng ta bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt gì cũng được hết. Sau đó mọi người sẽ chọn giúp mình cái ngôn ngữ. Ví dụ như trong khu vực này mình sẽ chọn ngôn ngữ là Việt Nam. Và mình sẽ chọn cái thời lượng video nó ngắn thôi, ví dụ như cỡ tầm 150 chữ thôi, được không? Nếu anh chị nào mà chúng ta muốn set up cái số lượng chữ nó bao nhiêu từ ở trong này, chúng ta có thể chọn ở trong khu vực này, được chưa? Và mình sẽ chọn cỡ tầm video short 150 từ thôi. Và sau đó mình sẽ bấm tạo lệnh này. Nó ngay lập tức nó sẽ gợi ý cho chúng ta luôn 10 câu nói hay về cuộc sống. Các bạn chỉ cần nhập một từ khóa thôi thì trong khu vực này nó ngay lập tức có luôn cho chúng ta. Cuộc sống là thật sự là kỳ diệu, có phải không? Đó, nó sẽ có những cái câu nói hay như thế này nè. Rồi, chúng ta có thể sử dụng chat GPT để chúng ta viết ra những cái câu hay để chúng ta đưa vào trong khu vực này cũng được. Ví dụ như có nhiều anh chị không thích sử dụng kịch bản này thì chúng ta có thể kết hợp với chat GPT. Mọi người có thể mở chat GPT lên, chúng ta sẽ nhập nội dung vào đây. Hãy tìm cho tôi 10 câu nói nổi tiếng hay về cuộc sống. Đấy, chúng ta chỉ cần tạo ra một cái câu hỏi như thế này thì hệ thống GPT nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra 10 câu như thế này. Thì các bạn có thể copy cái nội dung ở đây để chúng ta đưa vào bên trong. Với cách làm như thế này thì mình nghĩ rằng ai cũng có thể làm cực kỳ nhanh chóng, đúng không? AI nó đã hỗ trợ hết cho chúng ta rồi. Rồi sau khi mà mọi người đã có được một cái nội dung cực kỳ hay như thế này rồi thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn giọng đọc nha. Chúng ta có thể lựa chọn giọng đọc của Mai. Chào mừng đến với Đấy, AI. Min. Chào mừng đến. Rồi ok, mọi người thấy là giọng đọc ở đây nó rất là phổ biến cho chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ lựa chọn giọng nam, giọng nữ gì đó tùy chúng ta, giọng của Linh nghe thử. Chào mừng đến với tất. Đấy, thì mọi người có thể sử dụng những cái giọng đọc như thế này. Ví dụ như ở đây mình lựa chọn giọng đọc của Linh đi. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút Continue và các bạn sẽ chọn cái kích thước màn hình là Aspect Ratio. Chúng ta chọn giúp mình là cái màn hình đầu tiên đó là 9:16. Và chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là Generate Video, được chưa? Thì như vậy nó sẽ tự động nó đưa nguyên liệu vào và sẽ có luôn nội dung mô tả cho chúng ta và có luôn đầy đủ
về những cái phần caption, chữ chạy như thế nào nó sẽ hoàn toàn có sẵn hết cho mọi người luôn. Nên do đó chỉ cần chúng ta làm tốt cái việc này là chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mọi người thấy từ cái việc mà chúng ta đưa một cái câu lệnh vào cho tới khi nó hoàn thành nội dung như thế này nhanh không? Rất là nhanh chóng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử nó sẽ cho mình một cái mẫu caption. Chúng ta di chuyển tới caption ở đây. Nếu chúng ta thích cái kiểu caption kiểu này, đúng không? Chúng ta click vào thì nó sẽ xuất hiện trong cái vị trí này, màu sắc. Chúng ta có thể kích vào đây, chúng ta thay đổi lại cái màu sắc này được chưa? Thay đổi lại màu sắc, thay đổi lại cái kiểu chữ phông chữ giống như chúng ta sử dụng Word vậy á. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào chúng ta nghe thử ở đây. Cuộc sống này thật kỳ diệu, phải không? Đôi khi bạn chỉ cần một chút nắng để thấy mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn. Tuyệt vời chưa? Hãy nhớ rằng thất bại chỉ là một bước để thành. Đó, mọi người thấy là nó vừa đưa cho chúng ta những cái câu nói hay, rồi cách xây dựng kênh như thế nào. Thì cái này mọi người có thể xây dựng một cái kênh YouTube, video short, hoặc là một cái kênh Facebook Reel, hay là chúng ta sử dụng để tạo ra một những cái video trên Instagram. Nếu chúng ta không giỏi chia sẻ nói, hoặc là chúng ta không tiện xuất hiện gương mặt, thì đây là cái cách làm rất tuyệt vời để giúp cho chúng ta có thể tạo ngay ra một cái lượng cộng đồng. Mọi người biết ngày hôm nay kiếm tiền là họ sẽ xây dựng cộng đồng trước, rồi sau đó họ có thể đăng sản phẩm của người khác lên. Chúng ta không cần có sản phẩm để chúng ta bán, có thể lấy link tiếp thị liên kết của Amazon, Shopee, Tiki, hoặc là bất kỳ sản phẩm công nghệ nào đó để chúng ta gắn vào cái đường link mô tả, được chưa? Và thứ hai, chúng ta có thể có những cái món hàng chúng ta trực tiếp chúng ta gắn vào trong những nội dung này. Thì các bạn có thể chia sẻ rất nhiều kiến thức, cái kiểu tư duy như thế này. Nếu chúng ta làm về chủ đề sức khỏe, nếu chúng ta làm về chủ đề tập yoga, nếu chúng ta làm về chủ đề động lực học, nếu chúng ta tạo rất nhiều chủ đề khác về cái tư duy, về kiến thức, thì đây là cái ngách làm tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thử. Chúng ta đi qua một lượt thì chúng ta thấy rằng nội dung của nó rất là hay, và đặc biệt là nó đưa luôn tất cả những cái video mô phỏng cho cái chủ đề này, đúng không? Rồi như vậy là chúng ta đã xong rồi. Sau đó mọi người chỉ cần bấm vào nút download ở đây được chưa? Nếu một số anh chị nói rằng tôi không thích cái hình chỗ này, tôi muốn đổi được không? Được, mọi người chỉ cần kích vào cái vùng này. Sau đó nó sẽ có một cái nơi cho chúng ta bấm một cái chữ replay. Ví dụ như chỗ này mình muốn tìm cái chữ là biển, mình sẽ gõ vào cái chữ share, đúng không? Hoặc là chúng ta tìm trên Google dịch thì mình muốn lấy cái hình này, được không? Biển nó có sẵn hết cho chúng ta luôn, nhanh chóng cực kỳ tiện lợi cho chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển lên cái nút download ở đây, mình sẽ lựa chọn chất lượng cao nhất là 4K và sau đó mình bấm download về. Thì video của mọi người sẽ cực kỳ là chất lượng cao. Chúng ta làm như thế này thì mọi người thấy cái điều đầu tiên là chúng ta tiết kiệm thời gian không? Tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và thứ hai là chúng ta sẽ đỡ phải suy nghĩ, đúng không? Một ngày chúng ta đi làm mệt mỏi rồi, tối về chúng ta chỉ cần dành 15 phút thôi. Thì mình nghĩ với cái cách làm như thế này thì anh chị hoàn thiện một video chỉ cần 15 phút là chúng ta đã có luôn một kịch bản cực kỳ hay, từ việc sáng tạo cho tới tất tần tật mọi thứ thì AI nó đã hỗ trợ hết cho chúng ta rồi. Và ok, sau khi nó chạy xong thì ở đây là một cái video hoàn chỉnh cho chúng ta. Cuộc sống này thật kỳ diệu, phải không? Đôi khi, bạn chỉ cần một chút nắng để thấy mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, thất bại chỉ là một bước đệm để thành công. Mỗi ngày là một cơ hội mới, đừng bao giờ bỏ lỡ. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể tạo ra tương lai. Ok, như vậy là Thế đã vừa chia sẻ cho các bạn cách chúng ta dùng AI để xây dựng kênh. Chúng ta có thể đăng video này lên trên TikTok, kênh YouTube hoặc là bất kỳ nơi đâu để chúng ta xây dựng một cái hệ thống kiếm tiền. Chúc anh chị sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Nếu anh chị nào mà chúng ta muốn có một cái người cầm tay chỉ việc, dẫn đường đưa lối cho chúng ta từ cái việc tạo kênh, tạo video cho tới những cái việc là chúng ta bật kiếm tiền như thế nào, thì mình có một cái khóa học chuyên sâu để giúp đỡ cho anh chị thực hiện được việc đó. Từ những cái cơ bản nhất cho tới cái những cái nâng cao, mình có một cái khóa học chuyên chia sẻ cho mọi người làm về bán content và làm về chủ đề hoạt hình. Mọi người không cần phải đi ra bên ngoài quay, thời đại này là thời đại của công nghệ, mình sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta ngồi ở nhà dùng điện thoại hoặc là chúng ta sử dụng máy tính để tạo ra video kiếm tiền trên nền tảng internet. Nếu anh chị nào mà chúng ta đã có kiến thức rồi thì mọi người cập nhật thêm cái cách làm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi rất nhanh. Tuy nhiên, có rất nhiều anh chị chúng ta đã trên 40 tuổi, chúng ta chưa cập nhật nhiều cái cách làm nó hiện đại, nó nhanh chóng, thì mọi người nên tham gia vào cái lớp học ở đây. Còn anh chị nào chúng ta đã có kiến thức rồi, cập nhật thêm phần này nữa thì chúng ta sẽ đi rất nhanh và rất tuyệt vời. Chúc anh chị sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký kênh của mình để cập nhật liên tục mỗi ngày một video mà mình chia sẻ trên kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.